Cấu trúc của tờ trình thì các em lưu ý là đối với tờ trình cũng như giống như thông báo cũng như báo cáo thì cấu trúc của nó cũng gồm 3 phần. À, do vậy chúng ta sẽ thấy là tờ trình bao gồm có phần mở đầu, phần nội dung và phần kết thúc. Trong phần mở đầu thì các em lưu ý là nhận định tình hình. Đầu tiên sẽ là nhận định tình hình, thứ hai là phân tích mặt tích cực, mặt tiêu cực làm cơ sở cho việc đề xuất vấn đề mới. Và nội dung thứ ba trong phần mở đầu này đó là phân tích thực tế để chứng minh tính cấp thiết của đề xuất. Và đối với cái việc mà viết phần mở đầu này thì các em luôn luôn lưu ý là sẽ phải diễn đạt những luận luận chứng rất là rõ ràng để minh chứng cho vấn đề là gì ạ? cần thiết đưa ra vấn đề đó hay không của vấn đề đề xuất và tự kiến nghị của cấp dưới hay không. À, cô đương cử một vấn đề như sau, ví dụ như là khi Bệnh viện Bạch Mai ban hành một tờ trình trình lên Bộ Y tế để xin kinh phí xây dựng thêm các khu nhà điều trị thì cái phần mở đầu đầu tiên mà, mà bệnh viện Bạch Mai cần phải làm đó là sẽ phải nhận định tình hình thực tế thực tiễn hoạt động trong cái hoạt động của bệnh viện Bạch Mai về sự quá tải cái việc quá tải về vấn đề số lượng bệnh nhân quá đông nhưng số phòng lại quá ít à, và cái điều này sẽ phải phải đưa ra các luận cứ luận điểm chứng minh rất là rõ ràng để tính để thể hiện tính cấp thiết của cái việc mà cần thiết sự phê duyệt của cơ quan cấp trên Bộ Y tế để phê duyệt để có thể giúp cho cái việc mà Uh, triển khai cái việc dự án uh, đầu tư cũng như xây dựng cái những cái khu nhà điều trị mới của bệnh viện Bạch Mai thì cái trong phần mở đầu đầu này thì là một vấn đề rất là quan trọng mang tính thất uh, thuyết phục đối với cấp trên do vậy cái về mặt diễn đạt về câu từ các em cần phải lưu ý nó thể hiện rõ về cái tính cấp thiết của một cái đề xuất một cái đề kiến nghị đề nghị của cấp dưới một vấn đề tiếp theo nữa đó là về phần nội dung của một tờ trình thì các em lưu ý là sẽ phải tóm tắt nội dung đề nghị mới là gì và trong phần này cũng lưu ý với các em là sẽ phải tóm tắt nội dung thôi và không nên trình bày quá nhiều bởi vì uh, chúng ta sẽ phải lưu ý là có hai cái cách tiếp cận về vấn đề này đó là nếu mà đối với một cái tờ trình mà những vấn đề nó rất là nhỏ mà rất là đơn giản và không phức tạp thì chúng ta có thể nêu tóm tắt ngay trong nội dung của tờ trình nhưng nếu những cái vấn đề mang tính chất là, là phức tạp và cần phải có nhiều luận cứ luận chứng thì chúng ta sẽ phải lưu ý là chúng ta tóm tắt nội dung cơ bản đó xong đi kèm với nó là các văn bản có liên quan để kèm theo minh chứng cho những vấn đề mà chúng ta đề xuất à, phần tiếp theo đã dự kiến đánh giá vấn đề có thể xảy ra và nếu để đề nghị mới được chấp thuận và cái khó khăn thuận lợi vào cái biện pháp thực hiện như thế nào đấy là phần nội dung của tờ trình phần cuối cùng của tờ trình đó là phần kết thúc và trong phần kết thúc này các em lưu ý là có ba ba cái nội dung cơ bản trong phần kết thúc. Đầu tiên đó là nêu ý nghĩa tác dụng của đề nghị mới. À, thứ hai là đề nghị cấp trên xem xét chấp thuận mới để có thể triển khai thực hiện và thứ ba đó là nêu phương án dự phòng nếu cần thiết. À, và cái phần kết thúc này là một cái phần rất là quan trọng à, để thể hiện là cái sự um, chấp nhận và chấp thuận của cơ quan cấp trên thì cái đối với cái người mà ban hành cái tờ trình này luôn luôn phải sử dụng cái từ rất là tế nhị, rất là mềm mỏng, có thể um, mang tính chất thuyết phục và đặc biệt là diễn đạt nghĩ lỗi văn mang tính thuyết phục đối với cấp trên để thấy rằng là cấp trên người ta thấy xem xét cái cái vấn đề đề xuất của mình là hoàn toàn chính đáng, hoàn toàn là có thể chấp nhận được thì vấn đề này các em lưu ý là trong quá trình sử dụng ngôn ngữ trực bộ phần kết thúc vấn đề này thì luôn luôn phải diễn đạt theo cái lỗi văn mà nó sẽ ở phía cạnh đó là mang tính thuyết phục nhiều hơn. Đây là mẫu tờ trình thì các em lưu ý là cũng giống như thông báo thì tờ mẫu tờ trình nó cũng thực hiện theo đúng cái thông tư 01 của bộ nội vụ và cái mẫu tờ trình này thì các em lưu ý uh, đây là những cái yếu tố thông tin trong tờ trình uh, do vậy thì cái tờ trình cái tên gọi văn bản của tờ trình cũng được trình bày ở ô 5a và dưới tờ trình là trích yếu nội dung và sau cái trích yếu nội dung này thì một trong những cái lỗi mà các cơ quan đơn vị hiện nay hay mắc phải đó chính là cái gạch để phân tách hẳn cái phần tên loại văn bản và trích kiến nội dung của tờ trình với những cái nội dung cụ thể trong tờ trình. Do vậy, các em lưu ý là sẽ phải có một cái đường kẻ nét liền bằng 1 phần 3 dòng chữ ở đặt về phía dưới để ngăn cách ở cái phần tên loại văn bản và nội dung của tờ trình. À, giả, giả sử như một vấn đề là các em có thể nhìn trên slide để có thể thấy rằng đây chính là tờ trình của trường tiểu học Nga Lĩnh về việc xin kinh phí mua sắm trang thiết bị thì tờ trình thì từ trước đến nay thì các em lưu ý là luôn luôn trong thực tiễn hiện nay thì các cơ quan đơn vị luôn luôn viết kính gửi ở cơ quan đơn vị nào để cơ quan đơn vị đó người ta sẽ là cơ quan tiếp nhận để xem xét và có thể phê duyệt những vấn đề đề xuất của cơ quan cấp dưới xong à, có những cái thời gian mà à, trong cái thông tư liên tịch 55 của Bộ Nội vụ Văn phòng Chính phủ thì trong tờ trình không có kính gửi xong à, thực tế hiện nay thì khi mà thay đổi của thông tư 01 thì thấy rằng trong thực tế mà nếu tờ trình là cơ quan cấp dưới trình lên cấp trên mà không có kính gửi thì rất là có thể có rất là khó có thể thực hiện và có thể văn bản nó sẽ bị chậm và các nội dung nó sẽ không có thể triển khai được à, do vậy trong quá trình thực tiễn hiện nay thì cái tờ trình là một trong những hình thức văn bản không nghĩa là một văn bản có tên loại nhưng về mặt thể hiện của nó thì lại có kính gửi kính gửi cơ quan đơn vị nào là cơ quan tiếp nhận văn bản đó để có thể phê duyệt và xem xét cũng giống như công văn thì cũng sẽ có kính gửi ngoài tờ trình và công văn ra thì các em lưu ý đối với thông báo đối với báo cáo thì sẽ không có từ kính gửi ở trong nội dung của tờ trình cũng như ở à, trong nội dung của 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 báo cáo cũng như là công văn à, xin lỗi nội dung báo cáo cũng như là nội dung của thông báo qua quá trình trình bày về cái bài giảng mà soạn thảo đối với tờ trình thì các em cần phải nâng cao kỹ năng của mình trong việc làm bài tập tình huống với cái tên của đề bài như sau anh chị hãy dự thảo một tờ trình của trường đạo FPT gửi bộ giáo dục và đào tạo với nội dung anh chị tự chọn thì đây là một vấn đề mà các em có thể rèn luyện để có thể nâng cao cái kỹ năng soạn thảo tờ trình của mình qua quá trình tìm hiểu hai loại văn bản đó là tờ trình và một văn bản nữa đó là thông báo thì chúng ta có thể thấy rằng đối với qua cái hai bài giảng này chúng ta cũng sẽ thấy tổng kết bài học như sau Thứ nhất là kỹ thuật soạn uh, thảo và trình bày thông báo. Thứ, uh, trong cái phần kỹ thuật và trình bày thông báo thì các em cần phải lưu ý để trình bày được thông báo thì chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm thông báo là gì này. Thứ hai là cấu trúc của thông báo gồm 3 phần. Uh, Mẫu thông báo theo quy định thông tư 01 và các bài tập thực hành để nâng cao kỹ năng của mình. Uh, phần thứ hai đó là về kỹ thuật soạn thảo tờ trình. Thì các em cũng tìm hiểu về khái niệm, tìm hiểu về cấu trúc tờ trình và các mẫu tờ trình theo thông tư 01 và có thể làm bài tập thực hành và tình huống để có thể nâng cao cái kỹ năng soạn thảo tờ trình cũng như thông báo à, bài giảng uh, online 6 của chúng ta đến đây kết thúc cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe xin chào các em